biên đạo vũ sư Hoàng Tuấn. Xin cảm ơn phần biểu diễn rất dễ thương của hai diễn viên của chúng ta. Vừa rồi chúng ta đã được thưởng thức một điệu Slovan rất là trữ tình, rất là duyên dáng dễ thương phải không ạ? Và tiếp tục sau đây chúng ta sẽ được thưởng thức một giai điệu tango qua phần biểu diễn của bạn Phú Khánh Mai Anh cộng
tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một điệu rumba trữ tình. Đó là qua phần biểu diễn của các bạn Duy Khánh và Ngọc Thi, biên đạo là bạn Duy Khánh. Khánh và bạn Ngọc Thi.